Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, các hoạt động chung một tấm lòng hướng về các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu bão số 3 gây ra đang diễn ra tích cực trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Chỉ tính từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9, Đoàn khối Dân chính đảng tỉnh Cà Mau đã phát động các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai hoạt động hỗ trợ đồng bào với những đóng góp thiết thực. Trong 4 ngày triển khai, Đoàn khối Dân chính đảng tỉnh Cà Mau đã nhận nhu yếu phẩm và gần 35 triệu đồng do các cơ sở đoàn, đoàn viên thanh niên trong khối, các cá nhân doanh nghiệp, nguyên cán bộ đoàn đóng góp. Toàn bộ kinh phí được dùng để mua những hàng hóa thiết yếu như nước suối, sữa, yến xào cho trẻ em, thuốc không kê đơn, dầu gió, đèn pin, các loại bánh và những vật dụng cần thiết cho chị em phụ nữ với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng gửi tới bà con bị ảnh hưởng tại hai tỉnh Yên Bái và Phú Thọ. Ngoài ra, đoàn viên từ các đơn vị trực thuộc đoàn khối cũng tình nguyện đến hỗ trợ bưu điện tỉnh Cà Mau trong các khâu sắp xếp phân loại hàng cứu trợ của người dân trong tỉnh gửi về địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão số 3. Hoạt động đã phát huy sức trẻ của các cơ sở đoàn, truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn. Sáng nay, Trung tâm Văn hóa Truyền thông và Thể thao huyện phối hợp với huyện đoàn Ngọc Hiển tổ chức giải bóng đá giao hữu. Qua đó, nhằm vận động các thành viên trong câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn huyện ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 vừa qua. Tham gia giải có 5 đội đến từ các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn huyện. Với tấm lòng tương thân tương ái chia sẻ với đồng bào miền Bắc, ban tổ chức giải đã vận động được gần 34 triệu đồng, trong đó các câu lạc bộ bóng đá ủng hộ 10 triệu đồng, ban chấp hành huyện đoàn Ngọc Hiển vận động và ủng hộ với số tiền gần 24 triệu đồng. Tổng số tiền quyên góp được, ban tổ chức giải sẽ gửi vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hiển để kịp thời hỗ trợ bà con miền Bắc. Trong những ngày qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ngọc Hiển còn vận động trong cán bộ công chức viên chức người lao động, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện ủng hộ đồng bào miền Bắc. Tổng số tiền vận động đợt 1 đã gửi vào tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau 80 triệu đồng. Đồng hành cùng hoạt động hỗ trợ đồng bào các tỉnh thành phía Bắc, Bưu điện tỉnh Cà Mau đang duy trì miễn phí cước vận chuyển hàng cứu trợ đi 13 tỉnh thành phố gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang. Theo đó, thời gian hỗ trợ từ ngày 11 tháng 9 đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2024. Bưu điện cũng lưu ý tổ chức cá nhân về hàng hóa như nhu yếu phẩm gửi ủng hộ đồng bào các tỉnh bị lũ lụt như thực phẩm, đồ khô, quần áo, chăn màn, vải, thuốc chữa bệnh, nước uống đóng chai nhựa. Nơi tiếp nhận hàng cứu trợ là Hội Chữ thập đỏ 13 tỉnh thành phố. Hàng hóa cần được đóng gói cẩn thận, trọng lượng mỗi kiện hàng dưới 30 kg. Cái việc vận chuyển thì là trên cái hệ thống đường trục của chúng tôi vận chuyển liên tục từ Nam đến Bắc. Và cái việc mà ảnh hưởng là chúng ta cũng đã biết thì một số cái khu vực trực tiếp ở biển như là Hải Phòng, Quảng Ninh và một số khu vực phía Bắc thì như thế thì là cái hấp dùng ở tại Hà Nội thì vẫn hoạt động bình thường. Bây giờ anh em chúng tôi thì cái năng lực vận chuyển thì vẫn đảm bảo các cái chuyến hàng đối với lại là cái mạng đường trục thì gần như là không ảnh hưởng. Và như thế thì cái hàng từ ở nơi tận cùng Tổ quốc cũng sẽ đến kịp thời với lại là cái khu vực trung tâm. Sau đó thì tùy theo tình hình thực tế tại là các cái địa bàn bị ảnh hưởng, chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lại địa phương để mà vận chuyển đến Hội Chữ thập đỏ cũng như là đến người dân trong cái phù hợp nhất với lại cái tình hình tại địa bàn. Chương trình miễn phí cước vận chuyển hàng cứu trợ đi 13 tỉnh thành phố đang chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 với tinh thần mỗi sự đóng góp dù nhỏ bé đều đáng quý và thiết thực để kịp thời hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, như đã thành thông lệ, Tết Trung thu hàng năm, các điểm trường ở thành phố Cà Mau đều tổ chức các hoạt động đón Tết, trong đó hội thi làm lồng đèn đẹp luôn được các trường quan tâm thực hiện. Những chiếc lồng đèn truyền thống như gợi lại tuổi thơ về những ký ức ngày xưa cần được trân trọng và giữ gìn. Dịp Tết Trung thu năm nay cũng hướng về đồng bào miền Bắc.
những em chưa được hưởng một cái Tết trọn vẹn. Ngoài những chiếc lồng đèn truyền thống, còn có những chiếc lồng đèn có hình lá cờ Tổ quốc, ngôi sao vàng năm cánh, hình ảnh nước Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ. Gần 100 em học sinh trường tiểu học Nguyễn Tạo cùng với phụ huynh tạo ra những chiếc lồng đèn đẹp, nhiều màu sắc, cách tân như lồng đèn con cá, lồng đèn phá cổ, lồng đèn mặt trăng. Đa phần các em rất thích thú khi được chính tay làm ra những chiếc lồng đèn đẹp. Dạ, con cảm thấy rất là vui bởi vì con đã làm được một cái lồng đèn rất là đẹp. Con cảm thấy cũng rất là yêu đất nước của mình cho nên con sẽ làm một cái lồng đèn về Việt Nam. Dạ, con với mẹ đã cùng học sớm với nhau để có thể làm được một cái lồng đèn thật là đẹp. Với lại ở miền Bắc thì đang bão lũ rất là thương và rất là tội nghiệp nên con sẽ tặng cho những bạn này. Nhiều phụ huynh học sinh hỗ trợ các em trong khâu làm lồng đèn, đặc biệt là những chiếc đèn ông sao truyền thống. Từ những vật liệu tự nhiên thân thiện với môi trường như thanh tre giót nhỏ, cùng những bìa kính được dán lấp lánh với mong muốn của phụ huynh là để con em mình và các bạn được đón Tết Trung Thu thật vui tươi, ý nghĩa. Em thấy con em nó cũng thích lồng đèn ngôi sao nên em làm cái lồng đèn ngôi sao này cho bé với ý nghĩa là nhớ ơn cái công lao của Bác Hồ, nhớ về cái Tết Trung Thu và nhớ về bác. Trước tiên đây là một hoạt động để cho các em được trải nghiệm thực tế để thể hiện cái khả năng khéo léo của mình. Thứ hai nữa là cho các em ôn lại ngày truyền thống của Tết Trung Thu. Rồi sau đó những cái sản phẩm khi các em làm ra thì cái thứ nhất là trưng bày tại trường. Sau đó thì có thể là mình đi trao tặng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn như là trung tâm bảo trợ xã hội hay là trẻ em khuyết tật, giúp các em là chia sẻ cái niềm vui của mình để cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn được đón một cái Tết Trung Thu thật đầm ấm. Đây cũng là hoạt động thường niên của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố mỗi khi đến Tết Trung Thu. Qua hội thi nhằm tạo nên sân chơi ý nghĩa đầm ấm cho các em học sinh. Những chiếc lồng đèn trang trí đẹp đã thể hiện sự sáng tạo, công phu, chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết, đã thể hiện được nét đẹp đặc trưng của địa phương gắn với tình yêu quê hương, đất nước. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước, đến thời điểm này, bà con nông dân vùng sản xuất lúa tôm đã xuống giống được 1.000 hectare, đạt 100% kế hoạch đề ra. Đây cũng là năm nông dân huyện Cái Nước xuống giống với diện tích cao nhất so với nhiều năm trước đây. Trước đó, qua rà soát của chính quyền địa phương, vụ lúa tôm năm nay có gần 1.300 hộ đăng ký gieo xạ với diện tích 1.420 ha. Hiện bà con tiếp tục bơm tát nước để xuống giống vụ lúa tôm nên dự kiến diện tích sẽ còn tăng lên. Diện tích xuống giống vụ lúa tôm năm nay tăng nhanh là do thời tiết thuận lợi đảm bảo cho khâu rửa mặn và cải tạo đất. Thêm vào đó, bà con từng bước thay đổi nhận thức và cho rằng luân canh vụ lúa trên đất nuôi tôm không chỉ tăng thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế gia đình, mà còn cải thiện môi trường sinh thái, tạo nguồn thức ăn tự nhiên, giúp các đối tượng thủy sản phát triển theo hướng bền vững. Nhằm giảm thiểu phiền hà, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo thực hiện quy trình 4 tại chỗ và tiếp nhận trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Qua đó đã mang lại hiệu quả thiết thực. 8 tháng đầu năm 2024, có gần 10.000 hồ sơ được giải quyết theo quy trình 4 tại chỗ. Trong đó có gần 8.000 hồ sơ giải quyết tại Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh. Số còn lại được giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện. Có 549 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong đó, Trung tâm Giải quyết Thủ tục Hành chính tỉnh tiếp nhận 402 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận 147 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình 4 tại chỗ và phi địa giới hành chính giúp giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thưa quý vị, những năm qua, công tác giáo dục pháp luật trong trường học ngày càng được chú trọng. Đây không chỉ là nhiệm vụ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh, mà còn giúp xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. Trong phóng sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những nỗ lực của các cấp các ngành trong việc phổ biến giáo dục pháp luật trong học đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Những hình ảnh vừa rồi cho thấy việc vi phạm pháp luật trong học đường vẫn còn diễn ra. Đây là vấn đề xã hội đang quan tâm bài trừ. Với trách nhiệm cơ quan thường trực hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hướng dẫn phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường. Thực hiện đề án về quyền dân sự chính trị, đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tra tấn, Sở Tư pháp thường xuyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh bằng nhiều hình thức. Trong đó chú trọng phổ biến kiến thức về quyền bổn phận trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy trong học đường. Đặc biệt từ năm 2023 đến nay đã tổ chức 5 cuộc phổ biến trực tiếp cho 500 học sinh. Nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến cũng được triển khai, thu hút giáo viên và học sinh nhiều cấp học tham gia. Chúng ta biết là công tác phổ biến về giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội. Tuy nhiên thời gian qua thì Sở Tư pháp quan tâm rất là nhiều lĩnh vực, trong đó là chú trọng đến cái giáo dục các em học sinh sinh viên, kết hợp với Sở Giáo dục, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Công an tỉnh để tuyên truyền phổ biến giáo dục cho các trường học. Sở Tư pháp xem đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng và rất là thiết thực đối với các em học sinh sinh viên có cái năng động, cho nên nhận thức rất là tốt, mà nếu mà nhận thức tốt ở trong cái trường học thì có cái sự lan tỏa rất là sâu rộng trong xã hội. Trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ hiện có 4.700 học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngay từ đầu năm học 2024-2025, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục pháp luật cho học sinh với nhiều hình thức và nội dung phong phú đa dạng. Vào đầu năm học thì ở tuần đầu tiên để sinh hoạt cho các em học sinh thì nhà trường cũng tổ chức các chuyên đề về an toàn giao thông, bạo lực học đường cũng như là tâm lý xã hội cho các em học sinh. Ở đây thì về an toàn giao thông thì ngoài việc là tổ chức các buổi tuyên truyền thì nhà trường cũng có phổ biến các kiến thức trên các group Zalo của các lớp, rồi phổ biến đến giáo viên chủ nhiệm thông qua các tiết về sinh hoạt chủ nhiệm. Vào những buổi tụ trường đầu năm thì nhà trường cũng đã kết hợp với các giáo viên chủ nhiệm để tạo ra những buổi sinh hoạt cho chúng em nhiều kiến thức hơn. Nhà trường cũng đã tuyên truyền chúng em về những quy định về an toàn giao thông, tinh thần tương thân tương ái trong trường và lớp học. Và ngoài ra nhà trường cũng đã cho chúng em biết thêm nhiều kiến thức về giáo dục giới tính, nhất là ở các bạn nữ, và nói về hiện trạng bạo lực học đường, bạo lực ngôn từ trên mạng xã hội ngày nay để chúng em có thể biết nhiều điều hơn nữa. Qua các buổi sinh hoạt của nhà trường thì em đã rút ra được những kỹ năng sống sâu sắc và đồng thời cũng có nâng cao ý thức hơn trong quá trình là phòng chống bạo lực học đường và ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Tai nạn giao thông vẫn là vấn nạn nhức nhối trong xã hội, trong đó có không ít trường hợp học sinh là nạn nhân. Nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh, các trường học phối hợp với ngành chức năng triển khai nhiều hoạt động giáo dục và tuyên truyền bổ ích. Hàng năm chúng tôi là tổ chức in những cái tập học sinh. Trên cái bìa là có nội dung tuyên truyền an toàn giao thông, rồi cái túi đựng giấy kiểm tra có nội dung tuyên truyền an toàn giao thông để phát cho các em học sinh. Thì cũng trong năm 2024 này thì chúng tôi cũng tiếp tục là trang bị cho học sinh các cấp về cái sách ngoại khóa về an toàn giao thông. Rồi thông qua đó thì chúng tôi cũng muốn đặt cái nền móng tuyên truyền an toàn giao thông từ các em học sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, để sau này khi các em rời ghế nhà trường, các em có một kiến thức, một cái hành trang, một cái hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Các nhà trường cũng nên là tiến hành phổ biến với những kiến thức mà Sở Tư pháp đã tuyên truyền, thì nhân cái đó các thầy cô giáo, các ban giám hiệu phổ biến tiếp cho học sinh sinh viên để nâng cao nhận thức này. Bên cạnh đó thì gia đình và cộng đồng xã hội cũng cần quan tâm đến học sinh sinh viên để phổ biến, phổ cập cái pháp luật để cho học sinh sinh viên nhận thức tốt hơn. Có cái sự cộng đồng giữa xã hội, nhà trường, gia đình thì cái nhận thức của học sinh sinh viên nó nâng lên, thì mong rằng các cha mẹ phụ huynh học sinh cũng nên quan tâm để hướng dẫn con em mình tiếp cận pháp luật, nhận thức pháp luật và chấp hành đúng pháp luật của nhà nước.
Phổ biến giáo dục pháp luật trong học đường không chỉ giúp trang bị kiến thức cho học sinh, mà còn góp phần xây dựng ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc chấp hành và bảo vệ pháp luật. Chỉ khi có sự đồng lòng từ phía gia đình, nhà trường và xã hội, chúng ta mới có thể tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho học sinh. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến tàu tập kết ra Bắc năm 1954 tại cửa sông Ông Đốc, mọi người đều trông thấy đồng chí Lê Duẩn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Xứ ủy Nam Bộ và các đồng chí cao cấp khác. Nhưng tối hôm đó, đồng chí Võ Văn Kiệt, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu lúc bấy giờ đã bí mật đưa đồng chí Lê Duẩn trở lại Cà Mau. Đồng chí được Tỉnh ủy Bạc Liêu và nhân dân U Minh, Ngọc Hiển cái nước nuôi chứa, bảo vệ đến khi trở ra Hà Nội. Trong thời gian hoạt động ở Cà Mau của đồng chí Lê Duẩn có rất nhiều chi tiết thú vị. Mời quý vị và các bạn theo dõi qua lời kể của cố Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Kiệt. Thì đưa đồng chí Lê Duẩn về chỗ chỗ ở, có thể nói là đồng chí rất là thích thú. Vì nó trèo vào cái đập, nó vào cái đi một cái đường vào trong đồng. Thì đồng chí rất là thích. Nhưng mà cái bà chủ nhà phát hiện đồng chí Lê Duẩn. Lúc mà sáng lại, bà gặp tôi ở lại, bà rất mừng rồi. Nhưng mà bà nghĩ rằng tôi đi tập kết. Nhưng mà mình lại lo để bảo vệ, để phục vụ cho một đồng chí trên mình. Thì cái chỗ đó cũng là cái chỗ tích tắc một chút là làm cho bà chú ý cái người mà lúc bây giờ mình bí thư ở đó là mình đứng đầu của tỉnh. Thế bây giờ mình ở lại chăm sóc trực tiếp với một cái người như trên mình. Thì bắt đầu bà cũng chú ý cái đó. Để chú ý cái đó, bà phát hiện ra là bà nói ông Dũng, ông Lê Dũng ở lại. Bà mừng lắm. Bà nói riêng với tôi, nói, ông bà Dũng cũng ở lại. Bà, người giống người chứ không bà cãi với bà. Nhưng mà bà nói chắc chắn là ông Lê Dũng thôi. Bà gọi tôi bằng cậu em. Nếu cậu không tin, tôi lên cái trang đó, thờ bà đó, tôi còn giữ cái hình của ông Lê Duẩn để bên trong cái trang đó. Thì ông nói cái mức đó, bà nói mức đó là động viên bà hết sức là giữ gìn, đừng nói cho bất cứ ai biết. Thì bà mừng lắm rồi. Cỡ ông Dũng ở đó nổi tiếng của cái vùng giải phóng của mình lúc Trung Quốc xuống, hình ảnh gần như cũng nhiều nhà có hình ảnh của ba Lê Dũng. Thì nhưng mà sau đó cuối cùng tôi phải nói thật chứ. Với bà Dũng, nó ở đây người ta biết anh, bà già mà biết, bà hỏi, thì ông ba ông giật nảy người, ông nói làm sao mà, coi chừng cái đây cái số anh em bảo vệ đi theo đó, nó nói lộ, nó không phải, bà còn giữ cái hình của anh mà để trên trang, mà để bên trong cái trang. Thì lúc bây giờ bà mới mấy cái thằng chụp hình chụp lung tung bậy bạ bây giờ nó lộ. Thế thì sau đó là anh quyết định là phải
anh Ba Dũng là một cái người mà ngoài cái chuyện anh em trực tiếp bảo vệ rồi dân lo lắng cái chuyện ở của cán bộ nói chung, cố gắng người ta đừng có biết, nhưng mà riêng bản thân ảnh là ảnh rất cảnh giác bất cứ một cái hiện tượng nào ở bên ngoài. Ví dụ có thời gian về Quảng Phú tôi trực tiếp cái chỗ tôi ở, nhưng mà phải bên cái phía mà Cao Đăng Chiếm, bên Mai Chí Thọ rồi ở nhà. Ông thấy mấy ông này không kỹ lắm, cho nên hôm qua ông ở với tôi không phụ. Thì bất cứ một cái hiện tượng nào của bên ngoài là ông đều tìm hiểu cho, phải đủ trả lời. Dù như phong trào chống cướp, ban đêm mà gõ mỏ khi tụi địch nó vào, nó phục kích. Thì lúc bây giờ ở Cà Mau có phong trào chống cướp. Phong trào chống cướp lấy cái tên là chống cướp, chứ thực sự là để chống cái tụi nó đi phục kích. Cứ phát hiện là cứ là cướp. La lên đến mỏ nó nấy rồi nó đúng phút luôn. Cái cách bảo vệ cho cơ sở cách mạng. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.